Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chuyên và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 741 2008. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cá nướng giòn.com. Hoàng Trường Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả với chương trình Thời sự Thế giới sau cà phê sáng. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Mong rằng quý vị tiếp tục theo dõi và vào trong trang nhà tv com vào trong Youtube quý vị nhé. Và đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết trong ngày với Thảo Yên. Vâng thưa quý vị và thưa anh hôm nay đó thì thấy là nhiệt độ có tăng nhẹ nhẹ à, Hôm nay ở Westminster với Garden Road chắc khoảng đâu 80-81 độ à, Hôm nay thì lại không có gió nhiều cho nên có thể là thấy hơi nóng à, Ngày mai đó thì nhiệt độ vẫn như vậy Nhưng mà bắt đầu như quý vị thấy là từ thứ bảy trở đi kéo dài luôn qua cho đến thứ hai đó Thì nhiệt độ tăng À, ngày chủ nhật là nóng nhất ở trong mấy ngày này. Chủ nhật có thể lên đến 87 độ lận thưa quý vị. À, qua hết thứ hai tuần sau thì mới thấy là nhiệt độ nó quay trở về cái mức 70 mấy độ. Trong phần tin tài chính ngày hôm nay đặc biệt là các nhà kinh tế và đầu tư lại chú tâm đến một uh, thứ rau quả mà nó đóng góp không thể tưởng được và đó cũng là cái quyền lực về nền kinh tế đặc biệt là nông nghiệp của hoa kỳ không thể tưởng được thưa quý vị đậu nành <laughs> chùa mà không có đậu nành cũng biết sao sống <laughs> nghĩ đậu nành tôi nghĩ ngay tới chùa chiền những người ăn chay nhưng mà họ nói rằng đậu, đậu nành đâu phải chỉ làm những cái thứ đó thôi nó đóng góp vào trong tất cả luôn kể cả những à, loại dầu rồi à, cung cấp năng lượng để chạy máy nữa Trong đó đậu nành Họ nói đậu nành sản xuất Vô cùng quan trọng cho cả nền kinh tế thế giới luôn Và Hoa Kỳ ngày hôm nay Quý vị có thể tưởng tượng năm ngoái đó Riêng đậu nành mà bán ra 120 tỷ đô la tiền đậu nành Nhiều nhất trên thế giới này Đó là các uh, trang trại trồng đậu nành Và thu hoạch đậu nành Họ nói rằng Hoa Kỳ ngày hôm nay đã nói nếu mà muốn phát triển bất cứ cái loại giống nào ngũ cốc vân vân bởi vì cái ngành khoa học nó quá cao đi cho nên họ có thể nhân giống họ có thể giúp cho các loại rau quả đó chống lại các loại sâu dày mà chưa kể đó là còn giúp cho chúng tăng trưởng nó to hơn bình thường mà đặc biệt nó không phải là sử dụng những cái loại phân hóa học như chúng ta đã thấy trong quá khứ nữa, cho nên đậu nành của Hoa Kỳ được mua khắp nơi trên thế giới và đóng góp vào nền kinh tế Hoa Kỳ. À, nói không, à, mặc dù Hoa Kỳ ngày nay không còn là một đất nước chuyên về nông nghiệp nữa, nhưng mà từ California cho tới New York luôn nữa, bất cứ nơi nào mà có khả năng trồng các loại ngũ cốc, chúng ta vẫn thấy đó đóng góp rất nhiều à, từ à, lúa ha, quý vị à? gạo cũng có nè, đậu nành và các loại đặc biệt là các loại ngũ cốc khác, lúa mì, lúa mạch, sorghum những cái loại như vậy đó. Bo bo ngày xưa ở Việt Nam hay sử dụng. và đó là một phần quan trọng trong nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nông không phải là nông nghiệp đóng góp hoàn toàn. Kỹ thuật vân vân, những sản phẩm hạng nặng à vân vân là đóng góp nhiều nhất xe hơi Dow Jones hôm nay xuống 96 điểm. Lý do Bộ uh, Thương mại công bố đó là cái uh, trị giá của người tiêu thụ, tức là sản phẩm của người tiêu thụ trong tháng 9 vừa qua mặc dù ổn định nhưng mà nó vẫn còn tăng. Giá tiêu dùng consumer price của Hoa Kỳ này vẫn tăng 0,4% vẫn còn nhích lên mà trước đó người ta nghĩ rằng một là đứng nguyên tức là không phần trăm hay là giảm xuống một chút đỉnh đó là dự đoán của kinh tế gia nhưng nó lại tăng chấm bốn phần trăm và khiến cho à, thị trường tài chính quan tâm họ họ hơi thất vọng bởi vì họ hy vọng consumer price giảm thì sẽ giúp vào cái việc mà tránh tăng phân lợi của quỹ dự trữ liên bang. Bây giờ chúng ta thấy đó, um, cái ngày hôm qua đó, cái giá bán sỉ cũng tăng và vì thế giá bán sỉ mà tăng thì lẽ đương nhiên cái người tiêu thụ họ đi mua rau quả hoặc là đi nhà hàng ăn thì nó cũng tăng theo. thì đó hai, họ thấy rõ ràng là có cái sự tương ứng giữa giá bán sỉ và cái giá tiêu thụ thì đó cái consumer price index ngày hôm nay cũng tăng. À, Dow Jones bây giờ xuống 89 um, có thể là xuống ngày hôm nay, chưa biết được. À, Nasdaq là lên 20 điểm, S&P 500 xuống 2 điểm, công trái phiếu 10 năm là 4,614, hôm nay tăng chút đỉnh. 5 năm là 4,67 à, dầu thì tăng trở lại 1 đồng 13 sen ở mức 84 đồng 62 sen trong khi đó giá vàng xuống 2 đồng 7 thưa quý vị ở mức 1884 đồng 60 sen một troy ounce và thưa quý vị à, cái vụ án à, cô gái tốt bụng à, ở tại Alabama à, vào mùa hè này đó quý vị cũng nhớ là báo chí rồi người dân của cả nước chú ý theo dõi cái cái, cái câu chuyện thần bí là cô gái vì tốt bụng à, muốn dừng xe ở trên freeway kiểm tra một cái đứa bé đi lang thang để rồi bị bắt cóc và sau đó hai ngày sau thì lại xuất hiện một cách bí ẩn ngay trước cửa nhà à, mọi người chú ý theo dõi và cuối cùng lại là tất cả chỉ là một cái 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 cái, cái câu chuyện bịp của cái cô này mà thôi thì vào hôm qua Carly Russell đã chính thức ra tòa à, để mà nghe cái cáo trạng à, về cái 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 câu chuyện mà cô này cổ dựng nên thưa quý vị thì cổ vốn đó là bị công tố viên họ truy tố hai tội à thi, tội thứ nhất là báo án giả và tội thứ hai là cho lời khai giả thì à, tất cả hai tội này đó thật sự chỉ là misdemeanors à, thôi nhưng mà phía công tố viên đó họ yêu cầu cái mức án là 6 tháng cho mỗi tội là cái cái mức án mà cao nhất họ có thể uh, có thể đòi lắm như một tháng hay là nhiều khi probation cũng được nhưng mà uh, không hiểu sao họ lại yêu cầu mức cao nhất cho mỗi một tội uh, và ngày hôm qua đó thì thật sự cái người thẩm phán mà uh, nghe cái vụ án của cô này đó uh, bà đã đồng ý cái mức án là một năm tù đã phán cô một năm tù là 6 tháng cho mỗi một tội và uh, bên cạnh đó uh, cô này cổ bị phạt thứ nhất phải đóng một số tiền phạt là 831 đồng và sau đó còn bị bắt trả lại những cái chi phí mà cảnh sát đã bỏ ra trong cái chuyện mà đi tìm kiếm cổ à, gần một tuần đó lên đến 17.874 à, mỹ kim thôi quý vị. Thì à, ngay lập tức à, cô này và luật sư của cổ cho biết là cổ không có nhận hai cái tội này à, mặc dù quý vị cũng nhớ là trong những cái ngày mà cổ bị báo chí với cảnh sát bắt đầu phanh phui là cái chuyện này là giả đó thì luật sư đã đưa ra một cái thông cáo báo chí nói là cổ thừa nhận cổ đã dừng cái chuyện bắt cóc nhưng mà chỉ cứ tuyên bố tới đó thôi không nói gì thêm nữa thì bây giờ bên phía của cổ đó phía luật sư nói là thứ nhất công tố viên đã quá giống như là khắc khe với cô này yêu cầu cái mức hình phạt quá cao cho mỗi một tội và à, họ nói là à, thật sự hai cái tội này nếu mà gộp lại cũng chỉ là thành ra một cái tội nói láo mà thôi vậy tại sao phải bị một cái mức án ở tù một năm là theo họ là quá nặng à, và cho đến bây giờ luôn đó thưa quý vị thứ nhất phía cảnh sát gia đình và bản thân của cô này đó cái nguyên nhân vì sao mà cổ dựng cái chuyện này lên và trong 49 tiếng đồng hồ cổ mất tích, cổ trốn ở đâu thì cô này và gia đình của cổ vẫn kiên quyết không có hé răng nữa lời. Tại sao? Chúng tôi tiếp tục với uh, Thời sự Thế giới ngay sau phần quảng cáo.